ai xin chào các bạn lại là góc núi đây thì hôm nay phong chỉ dẫn các bạn đi thăm cái vườn nè của của phong à, thăm và khám phá cái vườn nè của phong với lại có, uh, phong sẽ nói một số cái uh, công tác chuẩn bị cho chuẩn bị làm cái vườn nè tết đó, các bạn cái mùa tết á mùa tết cái mùa quan trọng á nên mình tập trung toàn bộ lực lượng của mình với lại cái gì kinh nghiệm được của mình có là mình phục vụ cho cái mùa tết này các bạn thì trước tiên thì thì phong cũng nè thì cái này là phong đã làm sạch gốc ra rồi nha mà sạch trong góc rè đó góc là mình làm theo uh, cho nó sạch ra khỏi cái cái tàn của nó các bạn cái tàn của cái cây á để cho mình bỏ phân đồ mình bón phân đồ cho nó dễ mà rồi lát nữa phong chỉ nói bố phân gì phân gì cho các bạn cùng xem nha rồi bây giờ thì mình chim ngưỡng một số trái của thử nó như thế nào nha các bạn Đây, phong sẽ gỡ ra một số trái cho các bạn cùng cùng xem coi thử cái 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 nè trước cái cái nè các bạn cái nè của mình bây giờ hiện tại bây giờ vừa rồi mình cũng đeo cách à, khách cũng hối một mớ nên mình cũng mấy trái đợt đầu thì mình cũng hái một mớ còn mấy trái sâu thì nó nó gì đây này, nó không như gì đây trái này cũng kẻ tí nó thì hôm bữa mình có mấy cái mình có chụp mấy cái tấm ảnh của cái cái cái, cái nè cái đợt rồi mình hái mà mình chưa rảnh đó mình chụp mình, mình chưa rảnh để mình up lên cho các bạn cùng xem nữa đó, thì đó nó kỳ đây đây nè bạn trái này cũng kẻ tí á tròn luôn đẹp gút ngàn luôn mình gỡ một 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 số bọc về cho mấy bạn cùng xem thử nha đỡ mình beo lại đó, trái nó cũng to to không nè bên đây nó cũng vậy rồi bên đây nè cái này to to không gì á to mà nở gai rồi mướt mát lắm mình sẽ gửi ra một số trái cho các bạn cùng xem À, để không các bạn trắng bâm luôn nha nó hơi ngược nắng tí nha trắng bâm luôn đó, đó trắng bâm luôn đó đỡ đây đỡ mình beo lại sau để đây cũng vậy luôn nè hầu như trái này cũng vậy hết nha các bạn hầu như trái này cũng như vậy nè đó cái này thì có con con rệt á nhưng mà con rệt xếp đây lẽ để chết rồi nha các bạn lẽ nó để chết nó Để khô rồi đó. mình hái đi chứ ghe chừng nữa mình phủi phủi cái lại rớt lại thôi nó nó khô nó chết rồi chứ không phải nó còn sống đâu nha các bạn nó còn sống là cái con nó hiện lên cái con nó bám vô gì còn đây là cái cái tơ của nó các bạn cái tơ của nó nè nó thấy không? là nó bay, bay bay bay, gió mà nó bay 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 là cái này nó để chết rồi nha các bạn mình ngừa mình ngừa từ cái lúc mà cái trái nó còn xanh á lẽ con nó nó chết rồi á đó, đó. cho nếu mà nó còn sống là nó hiện nên nó giống cái con cái con nhiều chân trắng trắng á là nó bám vô đây nó bò 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 luôn nha các bạn còn đây là cái tơ của nó lại để, để chết rồi nè để chết trong đây lâu không rồi chết từ hồi hồi hồi, hồi trái nó còn xanh á mình ngừa á mình ngừa con rệt sếp á đó, đó, lúc mình beo á mình cũng làm biến mình 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 phủi rồi nó sạch mình beo á cho nhiều quá, mình không cái là mình đỡ khi nào mình thu hoạch là mình hái trái xuống mình phủi phủi cái lại nó, nó 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 rớt hết à cái đó là cái tơ của con rệt sếp á đó, đó, các bạn mà trồng ne là ngừa cái con rệt sếp đó ngừa thiệt là kỹ là ok á mình xuống đây mình quay một số ấy nữa cho các bạn cùng xem trái hầu như là cái vườn ne của mình đó, là trái nào nó cũng to to cỡ gì đó. cũng bảy tám lạng tám đến chín lạng đồ gì không à đây mấy trái này trái này cũng còn xanh nha các bạn còn xanh đó còn xanh gai nữa nó 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 mới bắt đầu nó hé hé là gì đó. đó cái gai đây khoảng chừng 10 ngày nữa mình nói là hình là, là, là cuối tháng 5 âm lịch về đầu tháng 6 các bạn là mình thu á đó. đó. đây các bạn rửa này đó đây các bạn đó cái vườn neo của mình là hầu như nó gì đây gì đây không à trái đó trái đẻ trái cái ký cơ ký cũng tám lạng trở lên hết á đó. đó. mình quay sơ cái trái đó thôi nha rồi, hôm nay mình chỉ quay sơ cái, cái trái ne thôi rồi đến nữa mình chia sẻ cái uh, bây giờ bây giờ mình bắt đầu đi bây giờ mình bắt đầu mình chia sẻ cái cách làm cái, cái 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 ne tết các bạn cái vụ tết á là cái vụ tết bắt đầu từ ngày 15 À, tháng 7 âm lịch nha các bạn. Đó. Nhưng mà năm nay thì mình báo cáo với các bạn thì mình sẽ làm trước. Tại vì uh, cái thời gian của mình không có có, mình làm trước thì tầm khoảng uh, uh, đầu tháng 7 âm lịch là mình bắt đầu mình làm, mình 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 cắt nhánh. Thì bây giờ mình uh, cái công tác chuẩn bị của mình á thì mình đang làm cỏ trong cái góc á các bạn cho nó trống ra cho nó sạch sẽ, đếm lớn và đếm nhỏ luôn. Đếm bên kia cũng vậy luôn. quẹ đếm bên kia cũng vậy luôn. Mình tiến hành mình làm uh, đây các bạn mình làm mình sạch sẽ trong góc đây thôi trong cái 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 tán của nó đây thôi đó, cây lớn cây nhỏ gì mình cũng làm hết luôn bên này luôn nè các bạn đó mình làm luôn bên cái cây nhỏ này mình cũng làm luôn đó mấy cái đám bên này mình làm luôn mình làm hết re luôn luôn các bạn đó đây nè thì mình làm á chuẩn bị chuẩn bị sắp tới đây á các bạn sắp tới đây á là mình tầm khoảng mình cái như cái đám lớn này là mình thu hoạch cái trái xong mình thu hoạch cái trái xong là bắt đầu mình mình cho phong mình cho phân mình là mình bỏ phân trước tiên các bạn các bạn có làm nghe theo phong thì các bạn nên chuẩn bị phân lân trước đi phân lân văn điển hoặc là lâm thao cũng được đó đầu tiên là mình bỏ phân lân riêng cái vườn ne của phong là phong bỏ tầm khoảng bốn lạng đến bốn lạng rưỡi nha các bạn bốn lạng đến bốn lạng rưỡi một góc còn cái này thì nó hơn tí cái này thì 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 nó tại vì cây nó lớn mà thì bốn lạng rưỡi đến năm lạng thì nó trên lệch không bao nhiêu nha các bạn Đầu tiên là mình bỏ phân lông Các bạn bỏ đúng cái hàm lượng của nó thôi Chứ các bạn bỏ hơi nhiều quá Ví dụ như các bạn bỏ nhiều á thì nó cũng phí đi à Cái cây nó hấp thu Nó hấp thu qua cái giai đoạn đó là nó không hấp thu nữa Nó để uh, Qua cái giai đoạn đó rồi Thì cái lượng lông ở dưới Thì nó cũng phí đi thì nó cũng ổn Thì mình bỏ thì nó vẫn tốt cho đất đó Nó vẫn tốt cho đất đó Nhưng mà cái thời điểm mà mình đầu tư này Thì tiền đồ bạc rồi nó eo hẹp đó. Thì mình nên tính toán chi phí cho nó vừa khớp vừa đủ để đúng cái mục tiêu mình đặt ra để cho nó trọn vẹn hơn chứ nhiều khi đúng ra mình dùng hết trong cái 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 đám này 10 bao phân lăng nhưng mà mình dùng mình mua phung phí tới 10 ba 14 bao phân lăng thì mình bỏ vô thì nó nhiều nó nhiều thì nó vẫn tốt ok chứ nó không nó phân lăng thì nó cũng chả có hại gì nhưng mà à, lúc đó thì cái cái tiền của mình bỏ rẻ nhiều hơn nó còn đủ thứ tiền khác nữa đó thì mình tâm sự sơ lược cái vậy cái phân lăng các bạn mình nói sơ qua cái tác dụng phân lăng thôi các bạn bỏ vừa đủ cái hàm lượng phân lăng á lẻ cây nó tốt nè cái đó có tốt nè nó cải tạo đất nè nhưng mà các bạn bỏ nhiều á các bạn bỏ nhiều á thì nó làm kích tích cho cái cây cái cây ne của mình nó tạo tạo mầm phân lăng nó tạo mầm phân lăng bỏ dưới gốc cộng kết hợp với một cái bê tưới về thêm cái nữa ở trên là mình phun siêu uh, siêu lăng hoặc là lăng 86 hoặc là gì đó gì đó mỗi vùng miền nó mỗi cây cái, cái cái thuốc đặc đặc trưng cho cái cách ép cái cây này cho nó ra vụ trái à, tết nha các bạn đó, nên mình tử phong chỉ nói thôi còn các bạn có tham khảo thì tham khảo đó. thì uh, các bạn nên chuẩn bị nếu mà làm cung cùng với phong thì các bạn nên chuẩn bị phân lăng nè phân lăng là mỗi gốc nè mỗi gốc tầm khoảng tầm khoảng uh, uh, 4 đến bốn lạng rưỡi nè cho cái cây nhỏ này còn bốn lạng rưỡi đến năm rưỡi năm lạng là cho cái cây lớn này cái cây đang trở trái này chuẩn bị mình thu hoạch nha các bạn rồi thêm cái nữa các bạn chuẩn bị là chuẩn bị tập trung cho cái nguồn nước để mà tưới sẵn sàng để mà tưới cho nó nha các bạn khi mình bỏ phân lăn là bắt đầu mình tưới nha mình tưới cho nó đẫm, nó thấm đó là mình bắt đầu mình xử lý tầm khoảng là ngày 5 tháng 6 mùng 5 tháng 6 âm lịch là bắt đầu mình xử lý cái đám lớn này và bên này là bắt đầu đầu cái tháng 6 là mình bắt đầu mình xử lý cái đám nhỏ này đó, thì nó trên lệch nhau tầm khoảng 5 ngày tại vì cái đám ne lớn này mình ước lượng cỡ mùng đầu tháng 6 hoặc là cuối tháng 5 mùng mùng 1 tháng 6 gì đó các bạn là mình thu hoạch trái mình bán cho người ta đơm trong cái ngày mùng 1 á thì đó là cái cái đó thì nó quen một hai ngày mình mới xử lý còn cái này là bắt đầu mình sẽ ưu tiên mình làm trước để mình ưu tiên cái lượng nước để mình tưới cho đám này trước riêng mình á thì mình ưu tiên lượng nước tưới cho đám này trước xong vài ngày sau á vài ngày sau cái phân lăng mà để thấm xuống cho cái đám này mình mới tập trung cái đám lượng nước để mình xử lý cho cái đám lớn này của mình nghe bạn đó thì hôm nay phong chỉ quay clip sơ đó thôi chia sẻ thứ nhất là chia sẻ cho các bạn xem cái trái ne của phong là, là là, là, nó nó để thu hoạch nó để như thế nào rồi thêm cái nữa chia sẻ luôn cái bí quyết làm ne tết của mình đó cái cách làm của mình như vậy thì clip này phong chỉ nói cho các bạn chuẩn bị phân long và các clip sau là chuẩn bị cái gì là phong sẽ nói cho các bạn cùng nghe luôn cùng biết luôn để các bạn chuẩn bị nếu mà có làm cùng với phong thì các bạn chuẩn bị cùng với phong nha thôi clip của phong xin kết thúc đây nha hẹn gặp lại các bạn chúc bạn có nhiều sức khỏe các bạn có yêu mến kênh của mình thì hãy nhớ cho kênh của mình có một lượt đăng ký nha một lượt chia sẻ và một lượt bình luận Để có kênh góc núi có thêm động lực ra những cái video tiếp theo cho các bạn cùng xem nha thôi chào các bạn chúc các bạn có nhiều sức khỏe